Đấy, Hồng Nhung là bắt được hai con cá. Cứ để đấy nhá. Vợt vợt cu cắt chưa? Không bảo vợt cơ mà. Vợt cầu con cắt rồi hả cu? Chỉ có được một con thôi. Con để ngoài kia gì? Cho anh bị câu. Kia kìa, cái múc kia kìa. Cái gì nhỏ cái này đi. Cái vợt kìa. Kìa, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Vâng.